Đây là huyệt của nơi cha cố ăn nghỉ. Nước nhiều, nước nông biết gì. Chắc tí có máy bơm, máy bơm. Nước do mặt đất rồi có hơn mét. Đây cha cố sẽ ăn nghỉ ở đây quý vị nhé. Sâu chứ mà. Chắc là sâu. Chắc tí nữa hút hết nước. Trở về đây rất là đông.
theo sự hướng dẫn của ban tổ chức để thánh lễ an táng cầu nguyện cho gia cố kính yêu của chúng ta được diễn ra trong trang nghiêm, long trọng và xuất sắc. Và chúng ta đang sống trong tâm tình của tháng hoa kính Đức Mẹ, và gia cố của chúng ta cũng rất yêu mến Đức Mẹ. Vì thế giờ đây chúng ta tiếp tục cùng với gia cố đọc kinh Vân Du để cùng với Đức Mẹ dâng lên Thiên Chúa những lời cầu xin tha thiết để cho gia cố của chúng ta sống một đời với Thánh Thánh và Đức Mẹ trên nước thiên đàng. Xin kính mời cộng đoàn chúng ta đọc và suy ngẫm hồi nguyện lân cung trong sự mừng. Xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn cha cố Giuse về đây ăn nghỉ cùng với Chúa. Thì sẽ chia sẻ những hình ảnh ngày lễ tang của cha. Xin mọi người cùng đón xem.